Trần Nguyên Hãn. Bóng nắng đã xuyên vàng vật. Nắng bây giờ khá là nóng trên đường ngoài trời này. 8 giờ sáng ngày 4 tháng 6. Dạ, Dương Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Lúc này 8 giờ sáng ngày thứ ba, ngày 4 tháng 6. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 30 độ C. Khá là nóng đó bà con. Dạ, và Huế dự báo ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2024, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Giờ cao điểm có thể 36 và 37 độ C. Đang khá là gay gắt. Đợt nắng nóng cùng kéo dài 2-3 ngày á. Có ngày mai nữa, ngày kia nhiệt có giảm xuống đôi chút bà con. Trần Nguyên Hãn là một trong những tuyến đường trong Thanh Nội đi qua rất nhiều ngã tư đường băng cơ đó. Dạ, theo dự báo thì đợt nắng này cùng 3-4 ngày rồi lại vơi đi và tiếp tục đợt khác qua ngày mai. Thêm một ngày nhiệt độ có thể 36-37 độ C nữa, thì ngày kia nhiệt mới giảm còn 33-34 độ. Ở trong những ngày này nắng khá là gắt bà con. Cây cối tự nhiên kịp lực u ru hết rụ lá. Trước mặt chúng ta là cửa Chương Đức, cửa vào Đại Nội đó. Hai cửa hai bên là Chương Đức và Hiền Dân thì dành cho đi ra, lối ra khi đi vào tham quan Đại Nội. Đây là tuyến đường Lê Hưng. Và muốn đi vào cửa đó thì đến khu vực này có cái cầu đi qua. Chúng ta làm có cái hệ thống hồ. Dắt xung quanh Đại Nội nhìn rất là đẹp. Sen dưới hồ vẫn nợ. Chợ Thuận Hòa. Bà con đang soạn mua bảng chờ ngày mới đó. Đó, 8 giờ mà nắng rực rỡ luôn. Dạ, nóng 30-31 độ C ngoài trời đó đó.
qua đằng Hải Thân. Thì mấy tuyến đường đây thì có bóng cây mát. Đường nhỏ tuệ tĩnh, tuyến đường hiền hòa trong nội thành có hoa thơm nở rộ. Bà con trồng cây xanh trồng hoa cũng nhiều, đỡ với đi cái nắng đó bà con. Đó, đây họp chợ nữa. Đi vào những tuyến đường phố nội thành bà con thấy hiên hoa chứ, nhẹ nhàng, không xô bồ ào ào xe cổ qua lại. Đây chỉ là những nghe những tiếng xe qua lại của người địa phương đi ra đi vào thôi. Im mặt. Hàng quán đó, đi trong những tuyến đường này nhìn giống như cảnh quế nha, cái chiến có chờ nhỏ nhỏ những cái mái che bảng hàng rong, những ngôi nhà nhỏ lập sập đó. Rồi kết thúc đường Tuệ Tĩnh bà con. Song song là đường Hòa Bình, rồi tiếp tục là đường Nhật Lệ, và đường em đang đi đây là đường Thái Mái, đằng Thái Mái đó.
hàng uống. Khu vực đầu đây là có chợ Sếp nữa. Đầu đường cuối đường Nhật Lệ. Chào bà con làm nhà. Nhà to, nhà nhỏ. Trái cây bày bán đó, khu vực hợp chợ Sếp đây bà con, đường Ngô Đức Kế. Về chợ Sếp sắm đồ mặc, ăn mặc về chợ Sếp đồ rẻ nhất, hàng Sida đồ bánh đó. Chà, cả tôm bày bạn đây nè. Đồ gì 10.000 đến rất lớn đó. 10.000, 20.000, 30.000. Hết chờ thâm niên bạn hàng. Thúc Loan hướng ra cửa Đông Ba. Đó, một buổi sáng 8 giờ sáng khá là gắt nắng thôi. Ngày hôm nay Huế tiếp tục nằm trong chuỗi ngày gắt nắng 36-37 độ C nha bà con. Đường lớn của Huế đó, gánh hàng rong, quán hàng ăn, quán hàng uống. Quá trời luôn. Đây là khu vực bong bóng đường Phan Đăng Lưu, có quán cà phê dạy khác. Sáng nào như sáng nào rất là đông. Cái lâu năm nhân nên cho bồng mặt khu vực này, đường Phan Đăng Lưu mọi người. Cái bồng bóng này có được có 2 tuyến đường. Nhà cửa ở hai mặt nhưng mà lại ở giữa có cái bồng bóng, bồng hóa đó. Giờ gọi là công viên nhỏ. Đây là tuyến phố sầm uất của Phan Đăng Lưu thời xưa đến chư đó. Luôn luôn kinh doanh những cái mặt hàng điện tử gia dụng.
làm ăn trên phố. Còn phố lớn bằng đăng lưu. Phường Đông Ba bây giờ bên kia là chợ Đông Ba, cầu Gia Hội. Nắng gắt rồi đó, có 2 độ C đó bà con. Và dự báo ngày hôm nay ngày 4 tháng 6 năm 2024, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Bây giờ cao điểm thì khả năng lên 36, 37 độ đó. Vì đang gắt nặng trong những ngày qua. Như ngày hôm nay. Dạ, và những hình ảnh ngày mới, hy vọng bà con biết thêm Huế thêm vui nha. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Bây giờ em xin kết thúc video. Xin xem mọi người không quên những like, đăng ký kênh. Để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Sông Đông Ba, đường Huỳnh Thúc Kháng, song song với đường Phan Đăng Lưu đây bà con. Dạ, một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con mình luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.